Hello, xin chào tất cả anh em, xin chào tất cả mọi người. Em gửi hàng cho anh em này. Đây có 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 4 con. Đây cái này 2 con. Bên kia 1 con, đây 1 con. Phần đa tất là bến xe ngã tư ga. Một con ở bên ngoài Đồng Nai này. Nhưng mà còn một con nữa là con chim sỏng mà của thằng em nó cho em để tặng anh em. Thì cái con đấy thì chắc 1-2 em mới gửi được, vì là do gửi cao tốc. Em ở trên Thanh Ba Phú Thọ thì chắc 1-2 nữa thì em mới gửi được anh em nhé. Bây em đi gửi thôi, chẳng muộn rồi. Đây anh em này, xe đây. Số điện thoại nhà xe đây luôn anh em nhá. 0976 396 9 786. Ok, Dũng Hương. Okay. Hình như đây có tổ cú gáy mọi người. Vì là mình đi trên đường thấy cú gáy bay ra. Đi vào trong thì thấy một con nữa bay ra. Tổ này chắc nó phải làm, nếu mà nó làm thì nó phải làm nhiều lần rồi. Đây có tổ đây nhưng mà không thấy có trứng có con gì cả. À tổ kia kìa. Mọi người, tổ nó đây. Chưa có trứng có con gì cả. Mọi người theo dõi để hôm nào mình quay xem có con gì không nhá.